Trân trọng kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình tin tức buổi sáng của đài SCT trên băng tần 57.4 và trên hệ thống Galaxy 19 qua sự trình bày của Mỹ Huyền và Đức Vượng. Kính thưa quý vị, hôm nay là thứ ba 18 tháng 7 năm 2017. Sau đây là phần sơ lược những bản tin đáng chú ý. Tổng thống Donald Trump cam kết bảo vệ sản phẩm Made in America. Trung Cộng phản đối mọi hình thức liên lạc quân sự giữa Hoa Kỳ và Đài Loan. Lễ tưởng niệm nhà tranh đấu Lưu Hiểu Ba tại Sài Gòn. Và thưa quý vị, sau đây là phần thời sự chính trị Hoa Kỳ được bắt đầu với Mỹ Huyền. Kính thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump cam kết bảo vệ sản phẩm Made in America. Tin từ Washington DC, Tổng thống Donald Trump cam kết sẽ đưa ra nhiều quy định hơn về pháp lý trong 6 tháng tới để bảo vệ các nhà sản xuất Mỹ, chống lại các giao dịch và thỏa thuận thương mại gây tổn hại tới các công ty Hoa Kỳ. Tổng thống đưa ra ý kiến trên tại sự kiện giới thiệu sản phẩm Made in America được tổ chức ở Tòa Bạch Ốc vào hôm qua, sau khi ký vào một văn bản tuyên bố ủng hộ sản phẩm Made in America. Tổng thống thực hiện một hoạt động đáng ghi nhớ. Ông leo lên chiếc xe cứu hỏa sản xuất tại Hoa Kỳ, đậu phía sau Tòa Bạch Ốc, cầm chiếc gậy bóng chày và đánh một cú tưởng tượng ở phòng Blue Room, đội lên đầu chiếc mũ cowboy Stetson, trong khi ca ngợi các vị tổng giám đốc trên toàn quốc, cũng như các sản phẩm của họ. Tổng thống nhấn mạnh, cam kết sẽ không cho phép các quốc gia khác vi phạm quy định, ăn cắp công việc và làm cạn kiệt sự giàu có của đất nước Hoa Kỳ. Phát biểu của Tổng thống được đưa ra khi chính phủ của ông đang tập trung vào việc sửa đổi Hiệp định Tự do Bắc Mỹ, gọi tắt là NAFTA, với Canada và Mexico. Tổng thống cũng đang xem xét một số lựa chọn để hạn chế nhập cản thép. Tổng thống không đưa ra chi tiết về kế hoạch mà chính phủ ông sẽ làm để bảo vệ các nhà sản xuất. Tuy nhiên, Tổng thống phản đối chính phủ các nước đánh thuế hàng hóa của Mỹ và các hoạt động thương mại không lành mạnh với những nước này. Tòa Bạch Ốc không trả lời mọi câu hỏi của giới truyền thông về tuyên bố của Tổng thống. Vâng, tin liên quan tới Hoa Kỳ thì nhân vật lãnh đạo đa số tại Thượng viện Hoa Kỳ là ông Mitch McConnell từ bỏ dự luật bảo hiểm sức khỏe. Tin đến từ thủ đô Washington, nhân vật lãnh đạo tại Thượng viện là ông Mitch McConnell đã từ bỏ các cố gắng xóa bỏ và thay thế Obamacare sau khi có thêm hai vị thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa nữa tuyên bố không ủng hộ dự luật bảo hiểm sức khỏe, khiến cho dự luật này không đủ số phiếu cần thiết để có thể được thông qua. Trong đêm hôm qua, thì hai ông Mike Lee của tiểu bang Utah và Jerry Moran của tiểu bang Kansas đã trở thành người thứ ba và thứ tư phản đối phiên bản mới nhất của dự luật bảo hiểm sức khỏe của Thượng viện. Với sự rút lui của bốn vị thượng nghị sĩ, gồm ông Rand Paul của Kentucky và Susan Collins của tiểu bang Maine ngay từ đầu, thì nhân vật lãnh đạo của đảng Cộng Hòa là ông Mitch McConnell tuyên bố sự thất bại của họ. Trong một chiến lược kéo dài, ông cho biết rằng ông sẽ từ bỏ dự luật bảo hiểm Thượng viện và thay bằng một dự luật khác đã được Thượng viện Hoa Kỳ thông qua vào cuối năm 2015, nhưng đã bị cựu Tổng thống Obama phủ quyết vào tháng Giêng năm ngoái. Thành viên bảo thủ ở Hạ viện Hoa Kỳ và cả Thượng viện, kể cả Tổng thống Donald Trump, đều nhấn mạnh tới việc sử dụng lại dự luật 2015 từng được thông qua. Ông Mitch McConnell cho biết rằng sẽ sử dụng dự luật năm 2015 như một phiên bản sửa đổi cho dự luật bảo hiểm sức khỏe của Hạ viện được thông qua vào tháng 5 năm nay và sẽ cho phép một tiến trình chuyển tiếp kéo dài trong 2 năm. Sau lời tuyên bố của ông Mitch McConnell, thì Tổng thống Donald Trump đã gửi đi một tin nhắn nói rằng đảng Cộng Hòa nên xóa bỏ chương trình Obamacare bị hư hỏng ngay lập tức. Thưa quý vị, làm lại một dự luật khác ngay từ đầu thì chắc chắn đảng Dân Chủ sẽ tham gia. Ông và bà của công dân Mỹ sống ở 6 quốc gia Hồi giáo được phép vào Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, vẫn tin từ Washington DC. Theo một điện tín của Bộ Ngoại giao mà phóng viên Reuters nhìn thấy tận mắt, ông bà của công dân Mỹ đang sống ở 6 quốc gia Hồi giáo gồm Syria, Iran, Libya, Yemen, Sudan và Somalia. Từ nay có đủ điều kiện được cấp visa vào Hoa Kỳ. Đây là điện tín của Ngoại trưởng Rex Tillerson gửi tới tất cả các tòa đại sứ Hoa Kỳ ở ngoại quốc trong ngày thứ Sáu, sau khi một thẩm phán liên bang ở Hawaii đưa ra phán quyết nhằm hạn chế sắc lệnh cấm tạm thời của chính phủ Tổng thống Donald Trump đối với công dân 6 quốc gia Hồi giáo và người tị nạn. Theo thẩm phán Derek Watson ở Honolulu,
chính phủ ông Trump không thể cấm ông bà và thân nhân của công dân Mỹ đang sống ở Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen du lịch sang Mỹ để thăm cháu của họ. Thẩm phán Watson yêu cầu phán quyết có hiệu lực tức thời. Điều đó khiến chính phủ ông Trump phải đệ đơn lên tòa kháng án số 9 ở San Francisco và tối cao pháp viện, xin ngăn chặn phán quyết của ông Watson. Điện tín ghi ngày 14 tháng 7 cập nhật định nghĩa của chữ thân nhân gia đình trong sắc lệnh cấm tạm thời ký ngày 6 tháng 3 của Tổng thống. Điện tín đảo ngược định nghĩa trước đó của Bộ Ngoại giao tuyên bố rằng ông, bà, cháu, chắc, anh rể, chị dâu, cô dì, chú bác, cháu trai, cháu gái, anh em họ của công dân Mỹ đều có đủ điều kiện được cấp visa vào Hoa Kỳ. Từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 17 tháng 3, Ngoại trưởng Tillerson phát hành 4 điện tín, ban đầu hướng dẫn thực hiện lệnh cấm, sau đó xóa bỏ hướng dẫn vì phán quyết của các tòa án. Thưa quý vị, tiểu bang Texas mở rộng visa H-2B cho công nhân ngoại quốc làm việc theo mùa. Tin đến từ Brownsville, tiểu bang Texas. Bộ Nội an Hoa Kỳ đưa ra một thông báo trong ngày hôm qua cho biết rằng sẽ tăng số lượng visa loại H-2B của năm nay, tức là từ 66.000 lên 81.000 visa. Thưa quý vị, visa loại H-2B là loại visa tạm thời cấp cho những người ngoại quốc đến Hoa Kỳ để làm những công việc phi nông nghiệp và theo mùa. Tuy nhiên, theo đài CBS News, thì việc Bộ Nội an bây giờ mới mở rộng visa loại H-2B là quá trễ. Trên bờ vịnh Texas, mùa tôm bắt đầu với nghi lễ truyền thống là buổi cầu nguyện ban phước lành cho các đoàn thuyền. Lời cầu nguyện cho năm nay, ngoài sóng yên gió lặng, còn có thêm hàng trăm người phụ việc cần thiết trên các con thuyền. Đó là lời cầu nguyện của họ. Carden Reyes là chủ nhân của 7 chiếc thuyền câu tôm ở Brownsville thuộc tiểu bang Texas cho biết rằng họ làm ăn theo luật, không hề phạm luật. Do đó, việc giới hạn visa loại H-2B khiến cho ông cảm thấy tức giận. Ông nói rằng kể từ năm 1987, ông bắt đầu thuê mướn các công nhân phụ việc đến từ Mexico. Trên mỗi chiếc thuyền phải có ít nhất là 2 người phụ việc. Tất cả đều được cấp visa loại H-2B. Năm nay, ông nộp đơn xin visa gia hạn cho H-2B cho 14 người này, nhưng không đơn nào được chấp thuận. Ông nói rằng việc hạn chế visa loại H-2B tác động rất lớn đến mùa tôm, đến cả nền kinh tế của Hoa Kỳ. Không có công nhân phụ việc, sẽ không có tôm tại các chợ. Thưa quý vị, Hiệp hội tôm của tiểu bang Texas cho biết rằng, trước khi mùa tôm bắt đầu, họ nộp đơn xin cấp 500 visa loại H-2B cho các công nhân phụ việc, đa số đến từ Mexico. Nhưng không đơn nào được chấp thuận, khiến cho họ mất đi 1 triệu Mỹ Kim một ngày. Khi được hỏi tại sao không thuê mướn người Mỹ, thì Hiệp hội tôm Texas trả lời rằng, người Mỹ không muốn làm những công việc này. Thông báo của Bộ Nội an Hoa Kỳ chấp thuận tăng số lượng visa loại H-2B vào ngày hôm qua là quá muộn, bởi vì cho dù hồ sơ nhập cảnh theo diện này được chấp thuận vào ngày hôm nay, nhưng đến khi hoàn tất mọi thủ tục thì mùa đánh tôm chín tại tiểu bang Texas đã gần qua đi. Thưa quý vị, sau đây như thường lệ là phần thông tin thương mại. Mời quý vị theo dõi, chúng tôi sẽ trở lại ngay với quý vị trong phần tin thế giới. Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức buổi sáng của đài SCT trên băng tần 57.4 và trên hệ thống Galaxy 19. Sau đây là phần tin thế giới. Kính thưa quý vị, phần tin thế giới đầu tiên nói về Trung Cộng phản đối mọi hình thức liên lạc quân sự giữa Hoa Kỳ và Đài Loan. Tin từ Bắc Kinh, Hoa Lục. Hôm qua, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Cộng tại Bắc Kinh tuyên bố mạnh mẽ chống lại mọi hình thức liên lạc quân sự giữa Hoa Kỳ và Đài Loan, Lu Kang. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Cộng nhắc lại lập trường này tại cuộc họp báo thường kỳ để phản ứng trước một dự luật quốc phòng của Hoa Kỳ cho phép chiến hạm của Hoa Kỳ và Đài Loan thăm viếng lẫn nhau. Ông Lu cho rằng điều khoản liên quan đến Đài Loan trong đạo luật National Defense Authorization Act đã được Hạ viện Hoa Kỳ thông qua hôm 14 tháng 7 vừa qua đã vi phạm chính sách một nước Trung Hoa. Ông Lu thúc giục Hoa Kỳ chớ nên ban hành đạo luật chứa đựng những điều khoản gây nguy hiểm cho mối hợp tác song phương giữa hai quốc gia, trong đó việc chuẩn bị ngân sách quốc phòng cho phép chiến hạm Hoa Kỳ ghé thăm Đài Loan.
Bắc Kinh đã từ lâu phản đối bất kỳ sự yểm trợ quân sự nào của Washington dành cho đảo quốc Đài Loan tự trị mà họ coi là một tỉnh ly khai. Hạ viện Hoa Kỳ hôm thứ Sáu đã thông qua National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2018 cho phép Washington yểm trợ và tăng cường các đợt huấn luyện quân sự dành cho Đài Loan. Hải quân Hoa Kỳ đã đình chỉ các chuyến thăm như thế từ năm 1979 sau khi Washington chính thức công nhận Đài Loan là lãnh thổ của Hoa Kỳ. Tin liên quan giữa Mexico và Bồ Đào Nha. Thưa quý vị, Bồ Đào Nha ký kết thỏa ước mậu dịch tự do với Mexico, tăng gấp đôi sản lượng hàng hóa xuất cảng. Hôm qua tại cuộc hội đàm với Tổng thống Mexico là ông Enrique Peña Nieto ở Mexico City, Tổng thống Bồ Đào Nha là ông Marcelo Rebelo de Sousa đã bày tỏ sự ủng hộ của Bồ Đào Nha để giúp cho Mexico đạt đến một thỏa ước tự do mậu dịch với khối Liên hiệp châu Âu vào cuối năm nay. Sau chiến thắng của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và bị đặt trước mối đe dọa xóa bỏ thỏa ước mậu dịch tự do Bắc Mỹ, viết tắt là NAFTA, phía Mexico đã cố gắng tìm kiếm khả năng ký kết các thỏa ước tự do thương mại khác ở ngoài khu vực Bắc Mỹ. Thưa quý vị, Mexico và khối quốc gia 28 thành viên của Liên Âu đã mở nhiều đợt thương lượng khác nhau để cập nhật cũng như biến thỏa ước đã có sẵn từ năm 2000 trở thành một thỏa ước quy mô bao trùm thị trường có tới 650 triệu dân. Với thỏa ước này thì Mexico hy vọng sẽ thu được lợi ích lớn hơn so với việc xuất cảng hơn 80% tổng số lượng hàng hóa sang Hoa Kỳ hiện nay. Trong khi đó, thỏa ước tự do mậu dịch ký kết với Mexico có thể giúp cho Bồ Đào Nha vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính và phục hồi nền kinh tế nhờ việc gia tăng xuất cảng sang thị trường Mexico mới nổi. Thống kê của Bồ Đào Nha cho thấy, trong 5 tháng đầu năm nay, số lượng hàng hóa xuất cảng sang Mexico đã tăng hơn 45%. Riêng Tổng thống Bồ Đào Nha là ông Rebelo de Sousa tin rằng việc mua bán giữa hai vùng sẽ tiếp tục gia tăng. Liên Âu là khối hợp tác thương mại lớn thứ ba của Mexico sau Hoa Kỳ và Hoa Lục. Trị giá thương mại giữa Liên Âu và Mexico đã tăng hơn gấp đôi trong những năm gần đây. Và kính thưa quý vị, phe đối lập Venezuela kêu gọi tổng đình công toàn quốc, ghi nhận được từ Caracas, Venezuela. Hôm qua, phe đối lập Venezuela kêu gọi mở cuộc tổng đình công trong toàn quốc để chống Tổng thống Nicolas Maduro trong một cuộc leo thang biểu tình sâu rộng sau cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức cuối tuần qua. Ông Freddy Guevara, lãnh tụ phe đối lập, đại diện của Liên minh Dân chủ Thống nhất, đã dùng từ ngữ của quân đội để công bố quyết định mở một chiến dịch phản đối và tố cáo chính phủ cánh tả không hề quan tâm đến ý nguyện của người dân Venezuela. Phe đối lập nói rằng họ có thể sẽ thành lập một chính phủ liên hiệp và chỉ định các thẩm phán mới thay thế tòa án tối cao thân ông Maduro hiện nay, một cấu trúc điều hành quốc gia song hành với bộ máy nhà nước của ông Maduro hiện nay. Sau đợt biểu tình kéo dài nhiều tháng qua, làm gần 100 người thiệt mạng, Liên minh Dân chủ Thống nhất tuyên bố đã đưa 7.6 triệu người tham gia cuộc bỏ phiếu không chính thức nhằm mục đích xóa bỏ tính chất hợp pháp của nhà lãnh đạo mà họ gọi là kẻ độc tài. Nguồn tin này cũng cho hay, lực lượng an ninh Venezuela hồi tuần qua đã lục soát một khu chung cư ở một thị trấn ngoại ô Caracas sau một cuộc biểu tình chống chính phủ, phá cổng tòa nhà 11 tầng ở Los Teques, bắn đạn cao su và hơi ga vào bên trong. Các cuộc bố ráp như thế ngày càng trở nên thường xuyên theo lệnh của ông Nicolas Maduro sau các cuộc biểu tình bạo động của phe đối lập đòi bầu cử và giải quyết tình trạng hỗn loạn vì sự sụp đổ của nền kinh tế. Thưa quý vị, nhóm nữ sinh thi robot của Afghanistan chuẩn bị sang Hoa Kỳ. Một nhóm thiếu nữ Afghanistan đang trên đường tham dự cuộc thi robot tại Hoa Kỳ sau nhiều lần bị giới chức thẩm quyền Hoa Kỳ từ chối cấp chiếu kháng nhập cảnh. Fatima Karan, 14 tuổi, cùng với 5 thành viên khác trong đội đã đến thủ đô Kabul vào ngày thứ Năm để chuẩn bị bay sang thủ đô Washington. Em tâm sự rằng các em cảm thấy rất thất vọng và buồn chán nhưng đã vui trở lại khi sắp được lên đường. Các cô gái này hy vọng sẽ nhận được đầy đủ giấy tờ cần thiết tại thủ đô Kabul để bay sang Hoa Kỳ. Tình thế đã thay đổi nhờ sự can thiệp của Tổng thống Donald Trump, người trước đó đã làm bùng phát cuộc tranh cãi vì các cố gắng hạn chế các công dân của một số quốc gia có đông dân theo đạo Hồi nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Thưa quý vị, Afghanistan không nằm trong danh sách bị cấm du lịch tới Hoa Kỳ và nhóm các em nữ sinh tranh tài môn robot của Afghanistan đã được cấp chiếu kháng nhập cảnh.
Phát ngôn viên của Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Kabul nói rằng ông không thể công khai nhận định trong nhiều trường hợp có tính chất cá nhân, nhưng các viên chức thẩm quyền tại thủ đô Washington xác nhận tình trạng miễn trừ và cho phép các cô gái này được đặt chân tới Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, cô Ivanka Trump là con gái của Tổng thống Donald Trump đã viết một lời nhận định trên Facebook nói rằng các cô gái người Afghanistan nói trên đại diện cho các nhà khoa học, các kỹ sư và các nhà sáng tạo của thế giới trong tương lai. Các viên chức của Hoa Kỳ không cho biết nguyên nhân ban đầu đã từ chối cấp chiếu kháng nhập cảnh cho các cô gái này. Hoa Kỳ thường từ chối yêu cầu của công dân Afghanistan xin nhập cảnh vì sợ là họ sẽ không trở về nguyên quán. Và thưa quý vị, lại một lần nữa là phần thông tin thương mại. Mời quý vị hãy tiếp tục giữ máy theo dõi. Chúng tôi sẽ trở lại trong phần tin Việt Nam. Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức buổi sáng của đài ICT. Sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam và cộng đồng. Kính thưa quý vị, lễ tưởng niệm nhà tranh đấu Lưu Hiểu Ba tại Sài Gòn đã diễn ra như sau. Một buổi lễ tưởng niệm nhà tranh đấu Trung Hoa khôi nguyên giải Nobel Hòa bình Lưu Hiểu Ba được một nhóm nhân sĩ trí thức Việt Nam tổ chức tại Sài Gòn vào hôm Chủ nhật vừa qua, cùng ngày thi hài ông Lưu được hỏa táng ở Hoa Lục. Theo tường thuật của Đài Á Châu Tự Do hôm thứ Ba, buổi tưởng niệm tổ chức tại tư gia của giáo sư tương lai có sự tham gia của khoảng hơn 10 người, bao gồm các thành viên câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng như các ông Huỳnh Tấn Mẩm, Lê Công Dầu, Huỳnh Kim Báu, Kha Lương Ngãi và Đinh Kim Phúc. Trong bài diễn văn tưởng niệm, giáo sư tương lai nhắc lại quá trình đấu tranh của ông Lưu Hiểu Ba kể từ khi vị giáo sư khả kính rời Đại học Columbia ở New York về quê nhà, đồng hành cùng sinh viên và thanh niên Hoa Lục trong các cuộc biểu tình ôn hòa đòi tự do dân chủ ở Thiên An Môn hồi năm 1989. Ông Lưu Hiểu Ba bị bắt vào năm 2008 và bị kết án 11 năm tù giam với cáo buộc kích động lật đổ chính quyền. Ông vừa qua đời ở tuổi 62 tại một bệnh viện thuộc thành phố Thẩm Dương vì bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. Giáo sư tương lai gọi ông Lưu Hiểu Ba là biểu tượng cho một nhân cách trí thức đấu tranh cho khát vọng tự do và dân chủ chống lại chế độ toàn trị, phản dân chủ đang thống trị người dân Hoa Lục. Được biết, nhà cầm quyền Cộng sản ở Sài Gòn đã điều động một lực lượng an ninh đông đảo đến giám sát tư gia của giáo sư tương lai và theo dõi những người tham dự. Thưa quý vị, một nhà hoạt động cho dân chủ tại Việt Nam bị côn đồ tấn công sau lễ tưởng niệm ông Lưu Hiểu Ba. Tin đến từ Sài Gòn cho hay, một phụ nữ tranh đấu cho dân chủ ở Sài Gòn vừa bị một nhóm công an giả dạng côn đồ vây đánh sau khi bà tham dự buổi lễ tưởng niệm ông Lưu Hiểu Ba. Như chúng tôi đã đưa tin vào hôm Chủ nhật, tại tư gia của giáo sư tương lai, một nhóm nhân sĩ trí thức ở Sài Gòn cùng với một số thành viên câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng và các nhà hoạt động khác đã có buổi lễ tưởng niệm khôi nguyên giải Nobel Hòa bình Lưu Hiểu Ba vừa qua đời tại Hoa Lục hôm 13 tháng 7. Theo trang Facebook mang tên Hội Anh Em Dân Chủ, thì bà Sương Quỳnh, một nhà báo tự do ở Sài Gòn, đã bị một nhóm công an giả dạng côn đồ vây đánh trên đường về sau khi bà tham dự buổi lễ tưởng niệm vừa kể trên. Theo lời tường thuật của bà Sương Quỳnh, sau khi tham dự lễ tưởng niệm ông Lưu Hữu Ba, bà đi xe gắn máy về nhà một mình. Khi đi qua quận 2 đến một đoạn đường vắng, thì một nhóm thanh niên đã xông vào hành hung bà. Bà liền tri hô, cướp xe, cướp xe. Một nhóm người dân nghe thấy bà tri hô nên đã xông ra giúp bà đánh trả đám côn đồ. Nhưng lúc đó, một trong những kẻ tấn công la lên tự nhận mình là công an và an ninh. Đồng thời, họ đang vây đánh bọn phản động. Chữ phản động để trong ngoặc kép thưa quý vị. Nhưng người dân không nghe, có người nói rằng công an gì mà súng nhau vây đánh phụ nữ. Khi thấy có thêm người xách gậy gộc và dao kiếm ra đường, nhóm công an giả dạng côn đồ đã kéo nhau bỏ chạy. Thưa quý vị, bà Sương Quỳnh bị thương ở tay và gáy. Trên trang Facebook của mình, nhà báo tự do Sương Quỳnh kể lại rằng bà đã đi gặp bác sĩ để kiểm tra các vết thương do bị hành hung. Bác sĩ cho biết rằng bà rất may mắn vì những đòn ra tay vô cùng nguy hiểm có thể gây chết người hoặc bại liệt. Tình trạng công an và an ninh của chế độ Cộng sản giả dạng côn đồ tấn công các nhà hoạt động đã trở nên phổ biến tại khắp ba miền của Việt Nam.
Nhưng trong lần này, người dân đã chứng tỏ rằng họ không nương tay cho thói côn đồ. Vâng, thưa quý vị vừa theo dõi xong chương trình tin tức của chúng tôi. Rất cảm ơn quý vị. Xin kính chúc cho quý vị một ngày làm việc thật vui và thật bình an. Mong gặp lại trong chương trình tin tức tối ngày hôm nay của Đài như thường lệ. Xin kính chào quý vị.